Phiên tối cả ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022. Tối nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên rất là nhiều cái hàng xả, đặc biệt là hôm nay em xả mạnh hàng hồ điệp băng băng nhá, băng băng ngàn hoa. Ngoài ra là em sẽ lên một số cái mã cây bonsai, cây cảnh đây. Đấy. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng mình có thể liên hệ qua số điện thoại 0981550768 giúp em nhé. Đấy, cái số đấy trên này em cũng kết nối Zalo. Đầu tiên em sẽ lên cho các bác một cái mã cây dành dành. Đây đây, để em ví dụ cái cây hoa thực tế này nhá. Hoa siêu thơm luôn, hoa dành dành ấy này. Đấy. Đấy, cây này là bác nào mà có nhu cầu mua cây to như thế này nhé thì alo em. Cái này nó ngoài vườn nó loãng, các bác nhìn nó cũng không rõ. Đấy, cây cực kỳ cao, cây này phải cao 1m8, 2m. Đấy, đang rất là nhiều nụ. Bác nào mua thì alo cho em cây này nhá. Này, nụ chi chít luôn nhá. Cho nói chung là nó loãng cây đâm ra nhìn nó không rõ. Đấy, em có hai cây này nhá. Đây, sau đây là cái em sẽ lên một cái mã cây dành dành bé. Cây dành dành bé đây. Hàng để bàn đây, các bác nhìn dáng gốc cây này. Đấy, cây nhá. Đây, em bỏ ra đây để các bác nhìn rõ dáng này. Đây, mã này em đánh mã 35. Một cây dành dành này em để cho các bác giá là 280.000 nhá. 280.000 này. Đấy. Gốc to nhá. Gốc to này, các bác nhìn này. Đấy, gốc to tán đều đẹp nhá. Cây này là chuẩn bị đang ra hoa đây này. Đang có nụ và chuẩn bị ra hoa nhá. 280.000. Tiếp đến em sẽ lên cho các bác một mã cây sung. Cây sung này nó em bán bầu không, không có chậu nhá. Dáng của nó, tán của nó cực kỳ đẹp luôn này. Các bác nhìn tán này. Đấy, cây sung này em đánh mã số 44 nhá. Cây sung này em sẽ để cho các bác giá là 230.000 cây gốc sung này đi. Đang rất là nhiều tay, đang chuẩn bị ra quả đây này. Đấy, rất là nhiều tay chuẩn bị ra quả nhá. Gốc đây. Đây, các bác nhìn thấy chưa? 230.000 mã số 44 nhá. Đây này. Về các bác cho mình có thể mua một cái chậu theo ý mình thả vào nhá. Đây là cái bầu riêng của cái bầu em đánh ở dưới vườn lên này này. Gốc to nhá. Đấy. Mã số 44. Một cây sung đây. Sung sướng, một cây này cây sung nếp nhá các bác nhá. Sung nếp nhá. Đấy. Tiếp đến này em sẽ có một số mặt hàng xả đây. Đầu tiên em sẽ xả cho các bác cây em. Em còn một cái ít cây hạc đỉnh nâu, hạc đỉnh đỏ, hạc đỉnh vàng. Đây. Đây là hạc đỉnh nâu này. Hạc đỉnh đỏ này. Đây hạc đỉnh vàng. Hàng này hàng em nhổ chậu lên em bán nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nâu này. Đấy. Đỏ này. Vàng này. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá. Em bán combo là 150.000 6 củ này nhá. 150.000 6 củ. Cái hàng này về thì các bác chăm sóc nó dễ thôi. Các bác mua cho em, các bác trộn cho em cái mùn cưa, vỏ trấu hoặc là cái vỏ lạc ấy. Trộn vào mấy đất các bác trồng, hoặc là các bác mua cái bao đất sẵn ở ngoài kia họ bán đây này. Về các bác trồng. Cái này thì chủ yếu là mình chăm sóc nó, là chăm sóc phần mình tưới nước vào phần gốc thôi. Cái lá thì không vấn đề gì. Cái vân lá thì mình có cần đâu, mấy nữa là củ hoa nó sẽ ra ở củ. Mình còn phải cắt sạch lá đi để cho nó khoe hoa nhá. Cái này thì các bác không cần phải tưới phân bón lá. Các bác chỉ chủ yếu là chăm cái phần gốc thôi các bác nhá. 150.000 một combo 6 củ. Đấy. Và đây, tiếp theo đây em sẽ xả một số cái mặt hàng hồ điệp băng băng nhá. Hồ điệp băng băng. Nó có rất là nhiều mặt hoa này. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Em bán combo siêu đẹp luôn. Đây, như là trắng Anna, trắng V3 này. Đấy, vàng hoàng hậu này, hồng Hàn Quốc, đỏ ớt này, vàng nhật chiếu này, vân vân, băng băng ngàn hoa đấy. Hoa rất đẹp, nó rất là nhiều màu hoa. Em sẽ bán combo này. Hàng này hàng nó sẽ hơi lỗi lá một tí nhá. Hàng chuẩn, hàng trồng tại Việt Nam rồi các bác nhá. Hàng gốc Đà Lạt các bác nhìn này. Lá này có những cái màu cây to hay cây nhỏ. Cái lá to hay lá nhỏ thì nó ăn theo màu hoa nha các bác nhá. Nó ăn theo màu hoa. Cái thứ nhất, cái hai là hàng nó sẽ hơi lỗi lá một chút, cho nên là em mới bán xả nhá. Lá to hơn lá đa. Ví dụ như cái cây này,
lá nó sẽ tròn và nó ngắn, nó ăn theo màu hoa. Cây này lá nó to nhưng nó dài này. Đây này. Đấy. Em sẽ bán cho các bác combo đủ màu này. 260.000 8 chậu như thế này. Đấy, 260.000 8 chậu các bác nhìn này. Trồng có mê ly chưa? Toàn cốc bảo hành cho các bác là cốc 3.5 nhá. Các bác nhìn cái tay em cầm này. Rễ này, bộ rễ vẫn còn ngon cực. Cốc 3.5 nha các bác nhá. 260.000 8 chậu về tha hồ trồng. Rẻ, gọi là rẻ ơi là rẻ này. Hai bàn tay em còn không, cái bàn tay em nữa, cái này là phải hai bàn tay em mới hết được cái lá này. Cây to, cây nhỏ, lá to, lá nhỏ, lá nhỏ nó ăn nhau với màu hoa nha các bác nhá. Em sẽ đánh dấu màu cho các bác. Đấy. Xả cực mạnh luôn. Sau đây em sẽ lên một số mặt hàng thuần đấy ạ. Em giới thiệu tiếp với các bác mặt hàng nữa, đó là cửu bảo tiên nhá. Hay còn gọi là cái tên khoa học nó gọi là Nodensia nhá. Đấy. Hàng này hàng hoa hè nha các bác nhá. Hoa nó sẽ nở từ tháng 6 cho đến tháng 10. Đây, hàng lá xếp nhá. Hàng này hàng giống nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này em thực chụp thực tế ở bên vườn bên Thái nhá. Đấy, mặt hoa này, thực tế ở bên Thái này. Hoa tím đỏ nhá. Tím đỏ, màu hoa cực kỳ thơm. Đây em chụp ở bên vườn bên Thái đây, các bác nhìn đây. Đấy, em chụp với chủ vườn đây này. Đấy, hàng thực tế, hoa thực tế đâu luôn đây. Đấy, hoa siêu thơm luôn. Em cho các bác xem một số mặt hoa. Đây này, em chụp ở bên Thái đây. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, bộ rễ siêu đáng yêu chưa? Cửu bảo tiên nhá, hàng hoa hè. Đấy. Hàng này hàng cây giống nhá các bác nhá. Và nó sẽ ra từ tháng 6 cho đến tháng 10. Ba chậu miễn ship cho các bác. Tiếp em giới thiệu tiếp đây các bác đây. Em giới thiệu tiếp bên các bác một dòng hoa siêu thơm. Dòng này nó là dòng lai giữa Koki và Đai Châu nhá. Hoa siêu thơm. Mặt bông thực tế đây các bác nhá. Ui dồi ôi. Hoa nó phải bền đến tầm 3 tháng nó mới tàn nha các bác nhá. Tình trạng hàng là đang có hoa. Đấy, tình trạng cây này đang có hoa này. Một chậu cây nó trung bình nó có từ 4, 6, 2, 4, 6, được khoảng tầm 7 cặp lá trở lên nha các bác nhá. 6, 7 cặp lá trở lên. Đấy, hoa thơm cực kỳ luôn, hoa thơm lâu tàn này. Hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm. Hết đợt này đến đợt khác. Đây các bác xem này, đây này. Đợt cây cũ đây nhá. Đây này, cây mới đây này. Đấy, xong chuẩn bị nó lại ra tiếp này. Có nghĩa là bây giờ nó đang ra hoa rồi, nó sẽ chuẩn bị nó ra hoa tiếp nha các bác nhá. Một chậu như này em chia sẻ với các bác giá là 200.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Khi các bác mua 2 chậu em sẽ bao ship cho các bác nhá. Đây này các bác nhìn này. Siêu đẹp chưa? Lá to dày nhá. Hoa thơm ngát luôn. Cái chiều dài trung bình nó cả hoa cả chậu như vậy nó phải rơi tầm 7-80 nha các bác nhá. 7-80 phải hơn ý. Em đóng một cái thùng nó phải to vật luôn. Đấy các bác mua 2 chậu em sẽ bao ship nhá. Hoa thơm cực kỳ luôn. Lá to dày nhá. Đấy. Bác nào mà mua xỉ thì alo cho em nhá. Và đây em xả tiếp một mặt hàng nữa, đó là kiều nha các bác nhá. Kiều vuông. Kiều vuông em trồng thuần ở trên bảng này các bác nhá. Giờ đang nụ chi chít này. Bảng nào cũng chi chít nụ nha các bác nhìn này. Nụ này. Nụ này nói chung là mắt nụ nó ra chi chít luôn. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Hàng kiều này nó sẽ có 3 mặt hoa. Có nhà em có cái bông bói này. Màu hoa tím này. Hôm trước là nó có ra một cái màu hoa vàng này các bác biết rồi đấy. Và một mặt hoa nữa là một mặt hoa trắng vàng nhá. Đấy, em cho các bác xem tất cả các mặt hoa này. Đấy. Hàng này ở những cái shop khác họ đang bán là 120.000 một bảng đấy. Một bảng này, rất là nhiều thân luôn. 100% sân thân tơ nha các bác nhá. Nụ này, đấy, mùa này bắt đầu vào mùa kiều rồi. Nụ và mầm non đang lên nhá. Những shop khác họ bán 120.000 một bảng, nhưng hôm nay em thanh lý cho các bác giá là 90.000 một bảng. Và em ship từ 3 bảng trở lên các bác nhá. Em ship từ 3 bảng trở lên. Chuẩn kiều vuông luôn nhá. Các bác nhìn này. Đấy, kiều vuông nhá, chuẩn kiều vuông luôn. Nụ này,
Có cái nó đang sưng nụ, mắt nụ lên như thế này nhá. Có cái nụ nó dài ra rồi. Đấy, ví dụ như cái này nụ dài ra này. Nụ dài này. Đấy. Các bác là 270.000, bác các bác sở hữu ba bảng như thế này nhá. 270k. Lá bóng nhẫy luôn, như là phun dầu vậy. Đẹp lắm. Đây này, nhà em chỉ còn ít thôi. Nó hơi tối nhá các bác nhá. Trông nó quay về nó hơi tối. Nó hơi bị ngược sáng tí. Thanh đạm Indo, hàng hoa mùa hoa nhá. Nó có một sẽ có một cái mùa hoa Tết này, hoa nở chuẩn Tết này các bác nhìn này. Cúng hoa cũ vẫn còn đang rất là nhiều luôn này. Đây này. Đấy, cúng hoa cũ rất là nhiều luôn nhá các bác nhìn thấy chưa? Trung bình nó một khi nó ra hoa nó một cái củ như thế này, nó sẽ ra hai ngùng hoa hai bên nhá. Đây minh chứng luôn các bác nhìn thấy chưa? Cúng hoa cũ đây này. Đấy, sai hoa lắm. Và một mùa hoa là mùa hoa tháng 6. Như các bác năm vừa rồi các bác mua nhà em biết rồi đấy. Có hai mùa hoa nhá. Đây, mầm non bây giờ nó đang lên tiếp củ nhá. Một cái củ này nó sẽ ra hai bông hoa nhá các bác nhá. Đấy. Em cho các bác xem ảnh hoa thực tế này nở tại nhà em đây. À, cái hàng này thì nó có một cái hương thơm thì nó thơm đúng như tên của nó, thanh đạm nhá các bác nhá. Đấy, đến mùa hoa nó ra này. Ôi trời ơi. Ngào ngạt luôn các bác nhá. Ngào ngạt luôn. Đấy. Thanh đạm nhá, hoa trắng vàng nhá các bác nhá. À, nghiêng này. Một chậu như thế này, em sẽ chia sẻ với các bác giá là 320.000 một chậu. Khi các bác mua hai chậu, em sẽ miễn phí ship nhá. Một chậu trung bình nó sẽ có từ trên 20 củ trở lên. Đây này, siêu to khổng lồ luôn các bác nhá. Trên 20 củ đây. Có một cái như thế này nó thi thoảng cái giống thanh đạm này thi thoảng có cái lá nó như thế này chứ nó không được mướt mát đâu nhá. Đấy, các bác chú ý hộ em. Có một chỗ đây này. To chưa cơ chứ. Siêu to luôn. Đấy. Siêu to luôn nhá. Nó không mướt mát như những cái dòng cây khác đâu. Và em sẽ bảo hành với các bác đó là thanh đạm Indo, chuẩn Indo nhá. Chuẩn Indo nhá. Các bác nào mua nhà em nhiều năm qua thì biết rồi đấy. Đấy. Hai chậu như thế này là 640.000. Em sẽ miễn phí ship. Các bác nào thích chậu to mình sẽ có thể mua hai cái chậu này về mình ghép vào cho em được nhá. Siêu đáng yêu luôn.